Xin chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Hôm nay em Duy Quang Ô Tô Chất mới về được một mẫu xe Toyota Fortuner. Chiếc này là sản xuất năm 2012, form mới. Đấy, đã lên form mới này, mặt ga lăng có nhìn rất là đẹp nhé. Chiếc này thì nó đây, tên tư nhân, một chủ sử dụng từ đầu. Đấy. Một chủ sử dụng từ đầu luôn, đăng ký ngày 4 tháng 9 năm 2012 này. Mua từ mới luôn. 2012, một cầu nhé, 4x2, máy xăng. Đấy, động cơ 2.7, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Thì cái mẫu xe này rất là đẹp, với cái tông màu bạc thì nó là cái màu mà nó nổi nhất của cái dòng Fortuner hoặc là cái dòng Innova. Những cái mẫu xe 7 chỗ của Toyota ấy, thì những cái con xe mà gầm cao mà xe form to màu bạc ấy thì nó là màu rất là đẹp, rất là nổi luôn. Thì cuối năm 2012 thì đã lên form mới. Đấy, các bạn nhìn cái mặt ga lăng này và cái đèn pha nó thay đổi cái form cũ rất là nhiều. Rất là nhiều luôn. Xe thì động cơ 2.7 số tự động, một cầu, máy xăng thì mức tiêu hao nhiên liệu của em nó rơi vào tầm khoảng chiếc này vừa rơi vào tầm khoảng 10 cho đến 12 lít trên 100 km anh chị nhé. Tùy vào tải trọng. Đấy, xe còn rất là chắc chắn về việc sẵn đi thôi. Mọi thứ trên xe zin nguyên bản, không lắp thêm một cái gì. Đấy, không thay thế của một cái gì của nhà sản xuất. Bậc lên xuống này hay là giá lóc này. Đấy, những tay khóa mà e-lock này, tất cả nguyên bản theo xe. Đấy. Tôn vỏ của nó dày lắm. Đấy, form dáng đằng sau của nó đây, rất là đẹp. Xe trang bị cảm biến khoảng cách đằng sau nguyên bản luôn. Đấy, con này là Fortuner bản V chị nhá. Toyota Fortuner bản V. Một cái mẫu xe SUV SUV của Nhật Bản, cực kỳ là nổi tiếng và bền bỉ. Máy của dòng này nó bền lắm đấy chị ạ. Máy nó cực kỳ là bền luôn. Đấy, các bác nhìn đi vòng quanh một vòng chiếc xe này thì nhìn nó khá là đẹp. Còn khá là zin. Đấy, xe thì thân vỏ zin, không mất phân cơ chỉ nào cả. Máy số zin, số tự động. Đấy, và nội thất của nó là cũng là nội thất zin luôn. Đây các bác nhìn nội thất nó này. Đấy. Ghế da và đây, để em mở hai bên cho nó sáng. Nội thất ghế da 7 chỗ ngồi nhé. Thì ghế trước của nó là ghế chỉnh điện này, của ghế lái, tổng lưng hạ kính đây, số tự động. Và đồ nhựa của nó còn rất là đẹp. Đấy, điều hòa auto tự động anh chị nhé. Điều hòa auto tự động này. Đấy, đầu CD 6 đĩa nguyên bản theo xe. Và cái đầu này không phải là đầu CD một đĩa thôi, nhưng mà nó có kết hợp luôn được cả Bluetooth, bắt Bluetooth nối điện thoại. Đấy, đồng hồ này, hay làm tất cả những mặt mạ vân gỗ đen nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, xe rất là đẹp nhá. Vô lăng tích hợp chế độ rảnh tay. Đấy, xe trang bị hai túi khí an toàn, hai dàn điều hòa, và các bạn nhìn cái trần nỉ của nó này. Đẹp như là mới luôn. Đấy, như mới luôn đấy chị nhá. Xe trang bị hai dàn điều hòa, hai trước này và còn một luồng nồi hàng sau nữa cho những hàng ghế người ngồi ở đằng sau. Đây chị nhá. Đây này, hàng ghế sau của nó đây này. Đấy, có thể là hạ xuống được. Đấy. À đâu rồi nhỉ? Đây. Hạ xuống này. Cho lên này. Đấy. Thấy mối cốp rất là rộng luôn. Đấy, và có một cái thảm nhựa ở đây. Đấy, rất là đẹp. Thì con này 2012, chiếc này 2012 thì nó khác với chiếc 2009 là 10. Ở một điểm là đời 2009 là 10, máy xăng ấy thì là nó có hai cầu. Đấy, như con này đã lên form mới rồi, chỉ còn một cầu thôi. Rất là phổ thông cho anh chị nào mà không thích chạy, không ít khi chạy đường rừng, đường đồi núi anh chị nhé. Đó. Và cầm sàn của em nó đây. Rất là đẹp luôn. Đấy, khô doang luôn nhé, không mục ngọt nhé. Xe thì của Hải Dương. Đấy, Hải Dương thì không sợ về việc gọi là nước biển hay là mối mọt. Đó. Keo chỉ của nó này. Đấy, và rất là đẹp luôn. Không hề mất phân keo chỉ nào cả. Ghế da, táp lô, táp ly, mọi thứ rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn cả những cái móc khóa của nó này. Đó. Như là mới luôn. Đấy. Xe rất là đẹp. Đấy, trần nỉ hai dàn điều hòa các bác nhìn nhá. Cái trần rất là cứng, cực kỳ là cứng luôn. Và nó rất là sắc nét, nhưng không như những trần của những dòng xe khác, mà ví dụ như chạy dịch vụ taxi chẳng hạn đấy. Trần nó sẽ bị bẩn và nó sẽ bị sổ, bị mốc. Đó, con này còn rất là đẹp. Phải nói là cực kỳ là đẹp. Em đang cho lổ máy đấy, máy rất là êm luôn. Và cái sùng chỉ này, cái sùng chỉ keo chỉ của nó này. Đó. Bốn cánh như một nhé, kể cả cốp luôn. Nguyên bản của nhà sản xuất. Đấy, keo chỉ nó là cái tem mác của xe.
đăng kiểm của em nó là còn đến tháng 3 năm 2022. Mới gọi là còn 1 năm nữa, đủ thoải mái để anh em chạy. Đó. Xe thì chiếc này không có gọi là tai nạn đâm va gì, và máy số của nó là máy zin. Số zin không có ngập nước nhá. Đấy, máy đang em đang cho lỗ đấy, máy rất là êm. Đây. Thì chiếc này đang được bên em chào bán với mức giá là 495 triệu đồng. 495 triệu đồng cho mẫu xe Toyota Fortuner này. Đó, các bác nghe cái tiếng máy nổ của nó nhé. Máy rất là êm này. Đó, cực kỳ là êm luôn. Bốn máy, máy dọc dẫn động cầu sau, máy VVTi, sử dụng van biến thiên. Đấy, cabo của nó nguyên bản luôn. Rất là đẹp. Cực kỳ là đẹp nhé. Xe thì các bác nhìn cái khoang máy động cơ nó rất là sạch sẽ và máy lổ rất là êm luôn. Đó, máy zin. Máy zin anh chị nhé. Máy zin, hộp số zin, cầu zin. Xe bảo dưỡng định kỳ đầy đủ hết. Đấy, ABS của nó là ABS hai bánh trước này. Đầy đủ. Thì cái mẫu xe này thì đang có mặt tại salon ô tô số 1 Kinh Môn tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đó. Anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286 nhé. Em Duy Quang Ô Tô Chất. Cái mẫu xe này thì về chỉ việc sẵn đi thôi. Một cầu máy xăng nhé, không phải máy dầu, số tự động, rất là nhàn. Cả gia đình đi lại, gia đình đông người đi chiếc này nó tuyệt vời rồi, vì nó rất là rộng. Đó, và cái dòng Toyota nó khá là bền, nó cực kỳ là bền. Và chủ xe này đã thay một dàn lốp còn rất là mới luôn. Đấy, lốp rất là mới. Đó, thì em đã giới thiệu sơ qua cái chiếc Fortuner này rồi. Nên anh chị nào mà muốn có hình ảnh chi tiết thì kết nối Zalo với em theo số điện thoại là 0358 286 286 nhé. Em sẽ gửi full hình ảnh chi tiết cho anh chị. Đó. Và nếu đây là lần đầu tiên mà các bác đang theo dõi video clip của em thì hãy cho em một nút đăng ký kênh và nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng anh chị nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị, anh chị và các bạn trong những video sau.